đánh giá lại cái đầu ra xem chỉ số nó là bao nhiêu nha mọi người nha, để cho mọi người kiểm tra lại một nữa xem là nước cái này các bạn có đủ đảm bảo để sử dụng sinh hoạt hay không. Rồi ok nha. 00 này, 1 này. Từ từ, cái này nó bé, nhìn nó không rõ đi. Không rõ thì các bạn sẽ zoom sau. Đây. Thử luôn. Minyu. Minyu. Ok, xin chào mọi người nha. Cái Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Chào. Yeah, phát tiếng Tony Phong pha la mi pha la como pha la miu miu nè pha mai kể muñe muñe le pha la muñe pha la espanyol espanyol ra đây gặp Fati đang trang trại thì có gọi là có một cái bài ca của Tony Phong mà mấy đứa trẻ con hay trêu Tony Phong mọi người, vì là Tony Phong là phát có một vài cái từ tiếng Bồ Tony Phong không phát âm được nên mấy đứa trẻ con cứ trêu nhại lại Tony Phong. Đây thì hiện tại ngày thứ hai mình tiếp quản bên team Tony Phong mọi người, thế nhưng mà hôm nay mình xuống rất là muộn. Ông tên của mẹ Sapu đứa nó vũ canh gan panya Sapu nào Tony Phong ông tên nào ta kì. Tony Phong qua có đây đâu. Ngày thứ hai mình tiếp quản ở đây nha mọi người nha. Thì hôm qua về thì mình giao cho các bạn cái nhiệm vụ làm cỏ tất tần tật cái khu vực này vòng vòng kia ra ngoài tất cả những cái khu vực mà mọi người mình đã quay cho mọi người chỗ khu vực hành này, rồi là chỗ cần tây cần nước này mọi người này, và chỗ cần nước này. Mọi người hôm nay xuống kiểm tra thì thấy các bạn ấy đã làm sạch sẽ hết rồi mọi người. Thì hôm nay mới rõ để cho mình quay cho mọi người xem cái cần nước rõ hơn này. Đấy, mọi người quan sát này, hôm nay cần nước nhìn thấy rõ hơn hết một loạt này. Từ đây đi ra hết phía ngoài này. Chỗ này thì rãnh nó nhỏ hơn cho nên trông là nó cũng bị bé bé lại hơn tí nhỉ. Đấy, cần nước là trồng đến tận phía chỗ này nên mọi người quan sát là cần nước khá ok. Tí nữa về hái một ít nhé Quỳnh nhá. Vâng ạ. Thì hái một ít cần nước về để ăn. Đấy thì mình vừa đến quan sát, bây giờ chúng ta đi ra ngoài kia xem là team của Tony Phong đang làm gì khi mà không có Tony Phong ở đây, và Quyết thì chỉ đạo bằng mồm thôi, thì xem tình hình là đấy các bạn ấy làm công việc đến đâu rồi. Lộ ra cái chỗ đám cần đẹp phết nhỉ. Vâng. Quá đẹp, chỗ này là các bạn ấy dọn sạch cỏ sạch hết rồi này. Khu này nó còn là dày luôn này, dày dịp nó luôn này. Đi nào, ba mươi ra. Trên này là rau ngổ cũng lên quá trời luôn. Mình không có nhiều rau giống ấy, chỉ xin được xung quanh mọi người có một chút rau giống xong rồi Quỳnh mới cấy ra đây, nhưng mà nó lên nhiều sau đấy thì mình sẽ lại tách ra tiếp. À, chỗ này hôm nay các bạn cũng dọn rồi đây này, dọn sạch sẽ này. Tất cả những cái vè, tất cả những cái vè là sạch sẽ hết rồi. Đi nào, Tony nào suta xin. À. Cá chê đấy. Ba mình cùng mẹ mà mau. Nhìn cá chê. Đây khu vực này các bạn cũng dọn. Đây là dọn từ hôm qua này nhỉ? Đây dọn hôm qua sạch hết rồi. Xong rồi để gọn vào. Leo ơi. Leo ơi. Leo ơi. Ở đâu nhỉ? Lucy tao không? Đây, cỏ phía dưới này, ven suối này dọn sạch sẽ này. Ok này. Xem hôm nay có hoàn thành nhiệm vụ được ra không nhỉ? Ra bắt ta đi. Hôm nay là nhiệm vụ của các bạn này được giao là làm sạch cỏ ven suối. Sạch cỏ ở những cái cây vè với lại chỗ trồng rau cần đấy. Nó ra đi ra ngoài này, gọi không nghe thấy gì, chắc là phía ngoài này rồi. Ừ, cỏ sạch sẽ hết, làm ở đây nha. Cái này này ok này.
đấy, làm việc với Quyết là chỉ có giao việc cho ngày hôm trước, ngày hôm sau xuống kiểm tra để xem là có hoàn thành không đấy mọi người ạ. Để coi đây. Hả? Con ra đây ta là xin phá xin xuống một mang cả. Ừ, để coi nhá. Đây, cỏ rã là một loạt đây rồi. Leo ơi! À, leo đi là! Leo đâu? Ôi, con đã leo xì. Otru. Sandra ơi! Phara ali tô đủ. Phara ali tô đủ. Phara ali phara đá kì. Tô đủ. Tô đủ là phá giá kẻ ali. À, công em Sandra. À, hay là lại sang làm xong nhiệm vụ mình rồi xong rồi sang bên kia rủ nhau sang bên kia làm ở phía bên đất bên kia ấy. Đây tất cả là suối là dọn sạch hết rồi, đi ra kiểm tra xem đã. Lâu lâu rồi bọn trẻ con đang nhắc sắp đến mùa xoài để làm nước xoài đấy, lâu rồi không có đồ ăn vặt cho bọn trẻ con này. Hai bên suối thì các bạn đã làm sạch cỏ rồi nhưng mà chưa vơ gọn vào. Rồi, coi như là hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao. Tất cả bờ suối là làm một loạt cỏ nhưng chỉ mỗi tội là chưa vơ cỏ vào thôi. Rồi đi lên trên kia xem thế nào nào. Khu vực bên này là khu vực sau này sẽ trồng cây ăn quả đấy mọi người. Nên là tạm thời thì chưa có trồng ngô, và còn những cái khu vực mà trồng ngô mới trồng sắn thì bắt đầu sang mùa mưa thì anh Phong Anh cho các bạn trồng khẩn trương lắm. Việc để tranh thủ trời mưa không là cỏ nó sẽ lên nhanh lắm, mình phải tranh thủ mình trồng cho nhanh. Khu vực này sạch sẽ nha mọi người. Đây bếp vẫn đang khói khói này. Đây, bàn ghế bát đũa đồ ăn thừa các bạn để gọn gàng sạch sẽ này. Sân gỗ quét gọn gàng này. Mà gà hình như chưa thả anh Quyết ơi. Sao chưa thả gà nhỉ? Chuồng gà đang đóng á. Chỉ có leo khóa chuồng gà thôi. Phải thả gà ra chứ sao nay lại nhốt gà kỹ đấy nhỉ? Khả năng là đưa nhau hết lên trên kia để tiếp tục cuốc đất trên kia. Hôm trước Tony Phong ra việc. Tony đi. Điệp viên Tony. Tà la nè, nè xì mà nè. Tưởng rủ nhau sang dọn đất ở phía bên này, sợ để đi lên trên kia dọn vậy. Phía đất ở phía bên trên này là anh Phong ngày xưa thuê đấy mọi người. Nhưng bây giờ thì không tập trung ở trên đó nữa. Chắc là nhiệm vụ mà anh Phong giao cho các bạn đi trước là chưa xong. Cho nên là đang bảo nhau lên trên đấy cuốc tiếp thì phải. Đúng thật, ở khu vực này mà gọi từ dưới kia là không nghe thấy gì đâu. Đi sát vào đến đây mới thấy các bạn. Các bạn ấy đang nói chuyện. Dạ para trabalhar. Já parou trabalhar? Não, doutor, estava vindo a conversar com ela. Está indo, está indo, está indo, está indo fazer o quê? Está indo fazer o que na cidade de você? Que? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tem que? Não sei, tá fogo, cala a boca. Vai ver, você. Vou dar uma chapada a você, vai ver. Hai vợ chồng không biết là hai vợ chồng đang giờ làm này vào đây để cãi nhau cái gì đây. Rồi, tôi kể các bạn ấy, được rồi. Vai chorar, vai chorar. Hai vợ chồng nhà này không biết có vấn đề gì cãi nhau. Vợ bây giờ đang đi trên phố mà không thấy báo cáo gì mà tự quyết định lên trên phố, cho nên là chồng đang đang dậy. Không phải mà đang cãi cự không hiểu là chuyện gì luôn ạ.
leo đâu vậy? Chỗ đây, khu vực trên này Tô Đình Phong cho các bạn đi trồng sắn đây mọi người này. Đó, thì xong nhiệm vụ làm cỏ dưới kia rồi là leo tự điều hành để đưa lên trên này đây. Khu vực này ngày xưa trồng ngô nếp các thứ đây, ngô nếp trồng rau ở trên khu vực này đây mọi người. Bỏ ta đi. Mọi người nhìn đất tơi xốp này. Bỏ ta đi. Ali nhanh bay su poron tu quan đuổi leo. Lanh bay su nuriu. San ra ta đi. No termino, ahí no llega, da falta. San ra nota. Não, tá em agora na cidade. Tá mais em cidade? Sim. Fazer o quê? Não sei se tá em fazer o quê. Não me falou nada. Não, tu não te fala. Sandra, tá aí. Pode lá, lhe mandei lá. Não tem nada. Mày không ai cái này đòi mua lê xí ra đi. Tại mày nào phải là không đòi ô mày. Nào phải là không đòi 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 cái mari đủ. Nada, não me falaram, doutor. Por aqui. Tô vendo aqui, me deu a chave. Ele tá mal, ele vê aí assim. Ờ, hai bà vợ này hay nhỉ. Chồng vẫn làm ở đây cùng chồng. Thế nhưng mà đi lên trên phố không biết lý do. Elina fala aí, faz o quê? Eu não falo, doutor. Hã? Ela discutiu com você. Não, não discutimos. Normal. Foi uma vez que ela saiu, veio, molharam. Eu não estava lhe dando confiança. Chịu nhỉ? Chịu gia đình nhà đội này nhỉ? Então, thôi được rồi, đây vấn đề gia đình các bạn ấy không tính toán bây giờ nữa. Bây giờ chúng ta xem là tình hình các bạn làm đây thế nào rồi. Hoje iniciou onde? Leo. Hoje. Sim. Começamos aqui. Aqui, né? Sim, viemos já no período da tarde. Yeah. Ok. Tony Fong já deixou perder que chave? Chave. Deixou perder? Eu vi. E da mota? Mota. Ele estava juntar. Sim, mota também perder, mas tem outro chave. E? O comida ontem eu trouxe ainda tem, né? Não. Acabou tudo? Sim. Ontem, doutor, trouxe... Sim. O quê? Porque hoje eu venho aqui queixar. Sim, e eu é que não tem. Falta o óleo passar na Maria, pedir, já? Sim. Na pedir Maria primeiro. Amanhã tu lhe vai trazer. Tá bem. Rồi thông báo cho các bạn là hôm nay mình đi xuống mình quên mang đồ ăn. Thế bảo dầu ăn cái thứ thì phải đi sang bên kia để sang bên Maria để vay trước đi. Thế là tất cả lâu lắm rồi. Mình mới lên trên này đây này. Rồi, thế nhiên là coi như là Leo là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng mà Leo ơi, Ali Tudu Kapi Tengu Aruma. Aruma Tudu Kapi, Tipu On Tengu Phan Lê. Yeah. Fati ơi, Fati lại ngã rồi. Tá bom. Mas que com Sandra, com Ekli, que nome que é mulher do Assunção? Ju. Ju, né? Ju, com que? Com Sandra. Amanhã precisa conversar comigo. Tá bem. Yeah? Sim. Để ngày mai này mình sẽ xử lý chỗ Sandra với này là vợ của Asusao. Xem là tình hình làm sao mà mình chỉ xử lý cái việc mà đang làm ở đây giờ làm nhưng mà đi không có báo cáo thì thôi. Không báo cáo cả quản lý mà nhất là ngay cả chồng cũng không báo cáo. Cái này việc này mình phải xử lý mọi người. Rồi nhé mọi người, thế này đi xem lần này thì coi như hôm nay Leo hoàn thành nhiệm vụ và ngày mai mình sẽ lại bàn giao lại cho Tony Phong thôi. Tony Phong hiện tại hôm nay đã về rồi thì ngày mai Tony Phong sẽ đến tiếp quản các bạn ấy, coi như là quyết cũng hoàn thành nhiệm vụ được Tony Phong giao, thế là ok rồi. À, thiếu một cái nhiệm vụ nó mang đồ ăn. Thiếu một nhiệm vụ mang đồ ăn. Hôm nay xuống quên mất không mang đồ ăn. Ngày đi muộn quá, không đi vội quá. Fatty ơi! Về cơ bản các bạn vẫn có bột phun mới có đồ ăn ở đây rồi. Có gì cả các bạn mua thêm ở đây các bạn ăn thêm. Xin bên nhà Maria nữa, dầu ăn bên đấy là được. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhà Antonio để đi xem lại cái hệ thống lọc nước nha mọi người nhé. Để xem là chúng ta cho nó vận hành xem có vận hành được không. Nhanh lên Fatty ơi! Ê, điệp viên, mấy cái điệp viên này, điệp viên Fatty với điệp viên Tony đi đâu cần gì là hỏi, làm ra ngay.
Mình đi xuống dưới này có vấn đề gì chỉ hỏi mấy đứa trẻ con thôi mọi người ạ. Là đi xuống cái gì là nó đi theo sau và nó kể hết. Nào ở bên nào có vấn đề gì bên là chúng nó kể hết. Cô vấn mang gà được boy nhé. Mang gà được boy. Aki nó tay mang gà gran gì? Ở trong nào đồ à? Ừ. Sao thế kì? Già pronto. Prega. Ma se fa quando noi facciamo cosa potremmo fare? Prega che? Già limpo qui? Già limpo. Agora. Agora vai fare che? Agora che lo prega lì, ma il dottore già veio. Vamo fare anche la cosa lì. Mette essa. Para avere prima il ruina. Sì, tocca come fare che ma cosa. Ai, era Antonio, vedi, Nelson. Gà, gà. Ok. Ăn hết phun rồi. Antonio với Nelson đang chỉnh lý lại những cái xung quanh nhà mọi người ạ. Thì ở chỗ trước sân này hôm trước mình bảo các bạn là nó bị nứt ra đấy. Bây giờ là phải sửa lại, chỉnh lý lại cái chỗ này này. Đấy. Thì chắc là Antonio đang giao cho Nelson xử lý nốt cái chỗ này. Cái hệ thống mà lọc nước thì chắc là không còn thấm nữa, cho nên là Antonio đang chuẩn bị để rửa cái bình này để cho nước chảy vào nó sạch sẽ hơn đấy mọi người ạ. Rửa bình cái thứ sạch sẽ rồi này. Xong rồi là chát chít cái thứ này, coi như cái này chống thấm ok hết rồi. Bây giờ là chỉ việc là chúng ta sẽ xử lý để cho lọc vào xem nó lọc ok không. Như mọi người ném đá quyết quá trời. Vì sai thì bị ném đá thôi. Chắc gì đã sai. À, nói chung là chưa hoàn thành. Gọi là chính xác là chưa hoàn thành. Ừ, xin. Dạ, politira. Nói nhầm, xin lỗi. Dạ, politira. Được rồi, để xem hôm nay kết quả như nào nhé. Hôm nay sẽ được, đứng lại ngã, mày đứng lại ngã đi giờ. Đứng nó lăn ngã rồi. Hiện tại cơ quan Antonio đang lau rửa qua lại cái chỗ này đấy nha mọi người nhé. Hôm qua làm xong buổi sáng thì Antonio cũng đã ngâm nước đấy mọi người. Và bạn ấy để nước đầy đây, ngâm nước rồi các thứ để cho nó đã bớt cái nước xi măng các thứ ra rồi. Thực ra thì hôm nay thì làm cũng hơi sớm, thế nhưng mà mình cũng hơi nóng lòng để xem nó hoạt động như nào. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục rửa qua xong rồi là cho các vật liệu vào để xem tình hình hôm nay có lọc được không nha mọi người nhé. Hôm đầu tiên làm thì chủ yếu là chúng ta là cái công tác chống thấm thôi, bởi vì là nó thấm ra nhiều quá, cho nên là chúng ta phải làm chống thấm thì chúng ta phải chờ cho nó thôi. Thì bây giờ thì xong xuôi hết rồi, để xem hiệu quả lọc thế nào mọi người. Rồi ok. Cái gì vậy? Ui ôi, đứng em. Đứng em nữa. Ôi giời ơi. Còn đứng lên đấy. Ok mọi người, hôm qua đang làm dở cái chỗ hệ thống lọc nước đấy mọi người. Thế nhưng mà Quế Quỳnh bị bận quá, thế xong rồi đi về đột xuất, thế là video bị kết thúc tạm dừng. Hôm nay mới xuống để quay tiếp cho mọi người. Thì coi như là hôm nay xuống quay cái kết quả mọi người ạ. Quay kết quả xem là cái hệ thống lọc nước như thế nào. Cái gì? Đi lên trên này quay cho mọi người xem là hiện tại hệ thống lọc nước nó chảy như thế nào nha mọi người nha. Có vẻ như Antonio đang để cho chảy vào bể đây mọi người này. Chắc là ông cắt cái này ra, ông thử độ trong của nước đây mọi người ạ. Kiểm tra xem nhá. Để xem nào. Lên trên này trước đi. Thì quay trên này quay hoạt động đi. Cái vì mỗi cái này thôi mà mọi người chửi quyết quá trời. Đây, để quay cho mọi người xem nhá. Đây nha mọi người. Do quyết không làm theo cái kiểu mà hình đứng từng lớp một như mọi người bảo ấy. Thế cho nên là có rất nhiều ý kiến bảo là mình không biết làm. Thế cho nên là quyết nhận rất là nhiều gạch đá. Thế nhưng mà mọi người quan sát thấy đây, hôm nay tất cả là hệ thống nó đang hoạt động. Thì mọi người sợ là nó chảy theo thành dòng, nhưng mọi người quan sát này, mình bơi đất ở đây ra, tất cả ở đây đất đá đều ẩm hết, tức là nó
nó dàn đều hết tất cả ở đây nha mọi người nha. Thì tất cả ở dưới là mình có cho than với lại là đá này rồi mọi người này. Nói chung là đủ than, cát, đá nha mọi người nhá. Chỗ này là cát này. Mọi người nhìn thấy là nó cũng chảy ra đây để nó ngấm xuống phía dưới này, chứ không phải là nó chảy theo thành dòng đâu mọi người nhá. Đất cát cái thứ nào nó đều ẩm hết đây này. Và mọi người quan sát này, nước chảy xuống này, tốc độ xuống này. Mình làm cái này thì nó cũng chỉ là để đáp ứng nhu cầu của cái tốc độ nước vào của cái này này mọi người này. Cái ống này, máy bơm của các bạn thôi, để vừa đủ cái tốc độ vào thôi. Mọi người quan sát thấy này, chảy từ hôm qua xuống thì mình thấy có rất nhiều cái lắng cặn bẩn ở phía dưới này. Đấy, mọi người quan sát thấy không? Rất nhiều cái lắng cặn bẩn đây này, nó đã đọng ở đây rồi. Đó, không biết có quan sát rõ được không nhỉ? Này, lắng cặn bẩn đây này. Đây, múc như này quay thấy rõ hơn này. Đây, mọi người quan sát thấy không? Lắng cặn bẩn hết, từ cái nước ở dưới suối lên là nó trông như thế này. Nói chung thì mình sẽ không giải thích nhiều cái nguyên lý hoạt động của cái này nữa, bởi vì là giải thích thì nó vẫn có tranh cãi, cho nên mình sẽ không giải thích nữa. Chúng ta đi kiểm tra nước ở phía dưới này. Buổi đầu tiên là với vấn đề của nó là cái thấm đấy mọi người. Nó bị thấm. Cái vấn đề là lúc đầu là nó bị thấm. Chưa chống thấm tốt, thì bây giờ thì ổn đấy nha mọi người. Rồi bây giờ đi kiểm tra cái nước này xuống dưới này đây. Đây xem. Đây, nước dưới này chảy ra rất là trong. Chảy này cũng nhanh ấy. Và cái tốc độ chảy ra rất nhanh. Quỳnh đưa anh mượn cái bút đây nè, bút thử độ tinh khiết của nước nào. Cái bút này mọi người, cái bút này đây mình có mượn được cái bút, một cái bút để thử cái gì nhỉ? Thử độ cứng của nước. Đấy, để thử độ cứng của nước mọi người, để cho này vào trong này đã. Thì theo như cái thông số ấy mọi người, thông số mà nước sử dụng được để uống được, ăn được thì là thông số từ bao nhiêu? Là 50 đến 140. 140 150 là nước có thể sử dụng được trong ăn uống sinh hoạt. Cái thông số cái bút này đo mọi người, cái thông số của cái nhà sản xuất người ta đưa ra là thông số nước từ 0 đến 50 là coi như là nước tinh khiết đấy mọi người. Còn tức là nước tinh khiết là cái nước đấy là chắc là phải, nếu mà nước bình thường lọc là phải qua hệ thống RO cơ thì mới là đạt chuẩn. Còn lọc như thế này mà nước của mình mà đạt từ 50 đến 140, 150 thì nước để sử dụng uống được, ăn được. Đấy nha mọi người nhá. Còn nước mà trên 150 thì thông số nó trên 150 thì nó sẽ là gì, là nước chỉ sử dụng sinh hoạt bình thường, ví dụ tắm rửa này, lau chùi này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem là cái này có đủ tiêu chuẩn để cho các bạn ấy sử dụng hay không nha mọi người nhá. Đây là 0 ppm, 140 mọi người ạ. Từ từ quay. Có thấy không? Em quay thấy không? Đừng phải quay đâu. Em quay được nhìn thấy được mà. 140 nha mọi người nha. 139, 140 này. Đấy mọi người thấy không? Tức là cái bút này là để thử độ cứng của nước nha mọi người nha. Theo cái tiêu chuẩn gọi là độ cứng của nước là 100, cái này là 139, 140. Tức là các bạn ấy có thể sử dụng được cái nước này. Ngoài ra thì tiêu chuẩn với nước sạch thì mình còn đánh giá về cái mùi vị các thứ nữa, mùi vị của nước này. Thế xong rồi là các cái vi sinh vật ở trong nước này mọi người. Thì mọi người thấy mình vừa quấy lên ở cái chỗ này này. Mọi người quan sát thì mình vừa lấy ở cái chỗ này lên. Thì múc lên thì nó bị đục đấy mọi người. Tức là nó nắng cái đục đây. Tức là cái này ở đây là coi như là mình đã lọc ở đây là các cái cặn bẩn của vi sinh vật, rồi là các loại mà chất hữu cơ đấy mọi người. Cái bút này là bút không có đo cái loại bẩn chất hữu cơ, mà nó chỉ là đo độ cứng các ion kim loại ở trong nước thôi. Và ở đây khi mà cái buồng lọc này thì chúng ta lọc tất cả là các chất bẩn hữu cơ, thứ nó sẽ đọng ở đây và nó trải qua tất cả các thứ kia, là coi như là xuống đến dưới là nước các bạn ấy có thể sử dụng được nha mọi người nhé. Đây. Đấy, quay lại, đối chiếu lại ở phía dưới này. Úi xời. Đây. Tức là chúng ta làm cái hệ thống này là coi như là lọc cả mùi các thứ là ok hết đấy mọi người ạ.
Có tanh à? Cho Quỳnh ngửi. Không có mùi tanh. Ok nhé mọi người. Không có mùi được, gì được. Nhưng mà ngửi lại mùi trên này xem này. Xem trên này nó có tanh không. Cái này chắc chắn là mọi người không thể ngửi thấy. Cái này là đánh giá độ thật thà của Quyết. Hơi hơi tanh một tí thôi. Chỉ hơi hơi một tí, hơi khác một tí thôi. Không rõ. Không rõ, nếu như mà không ấy thì không rõ được. Chỉ hơi nhích nhích một tí. Không rõ lắm. Cũng được. Vậy mình đánh giá cái chỗ đầu ra ấy là được. Đánh giá cái chỗ đầu ra là được. Mức đảm bảo. Đánh giá lại cái đầu ra xem chỉ số nó là bao nhiêu nhé mọi người nhé. Để cho mọi người kiểm tra lại một lần nữa xem là nước cái này các bạn có đủ đảm bảo để sử dụng sinh hoạt hay không. Rồi ok nhá. 00 này, 1 này. Từ từ, cái này nó bé, nhìn nó không rõ được. Không rõ thì các bạn sẽ zoom sau, đây. Thử luôn. Lúc nãy là 140, bây giờ là 147 này, 146 này. Đợi nước nó nắng nắng một tí thì nó sẽ... Tức là nước vẫn đang đạt tiêu chuẩn để sử dụng nha mọi người nhá. Tức là mình sử dụng nước suối nhưng mà cái này thì độ cứng của nước suối thì nó chỉ tương đối như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình để dùng mình lọc những cái vi sinh vật với lại các cái chất hữu cơ bẩn đấy mọi người. Ví dụ như là ông nào mà ở trên kia thì bậy bạ ở phía bên trên đấy hoặc là lá cây hoặc là phân cá các thứ này thì nó sẽ bị bẩn, bị đục nước và nó có mùi hôi đấy. Thì tất cả ở đây là mình lọc nó thành mùi, tất cả cái mùi hôi rồi là các cái cặn các thứ nó sẽ bị giữ lại đấy mọi người. Và mình thiết kế cho các bạn như thế này là coi như là cũng là để sau này Antonio ấy, ông sử dụng ấy là ông ấy sẽ thuận tiện hơn. Ví dụ từng cái buồng này thì ông có thể là cát, đá, sỏi, ông chỉ việc lấy ra xong bắt đầu là ông sẽ rửa từng riêng từng cái. Vì sau này nếu như mà để lẫn lộn ấy, để từng tầng như mọi người bảo này, thì coi như là sau này mà sẽ tháo ra thì coi như là ông lại phải sàng lọc lại hết một loạt. Cái thứ hai nữa là để từng tầng như này, khi mà nó ấy xuống thì cái vi sinh vật yếm khí á mọi người, thực ra cái lọc đấy nó cũng có cái ưu điểm của nó. Thế nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm của nó là cái vi sinh vật yếm khí thì nó sẽ sinh ra nhiều những cái thứ ấy, nhiều cái thứ chất gọi là nó không được tốt lắm khi mà bạn ấy để quá lâu ấy mọi người. Nó bẩn ở trên thế xong bắt đầu là dần dần nó ngấm dần xuống dưới ấy. Mặc dù là có thể nó sẽ đọng ở trên nhưng mà cái tỷ lệ ngấm xuống dưới cũng rất là nhiều thì bạn không vệ sinh tốt được. Và chúng ta thiết kế như này thì từng ngăn một ra thì bạn vệ sinh sẽ sạch sẽ hơn, sẽ ok hơn. Đấy, coi như là bể lọc này, theo như Quyết đánh giá thì vẫn là thành công nha mọi người nha. Không theo ý của mọi người nhưng mình đánh giá như thế này, chất lượng nước của bạn ra thì vẫn là thành công nha mọi người. Vì là đạt tiêu chuẩn nước sử dụng được, thế thôi. Còn những cái thứ khác thì xung quanh thì mình không cần phải quan tâm lắm. Miễn làm sao đầu ra mà đạt tiêu chuẩn nước các bạn sử dụng được là được nha mọi người ạ. Rồi, thế thôi, tình hình thế thôi. Coi như là đánh giá kết quả sau ngày hôm qua Quyết với Antonio làm. Và hôm nay review lại cho mọi người xem chất lượng nước là như thế là ok nha mọi người nhé. Đây, nước từ trên chỗ này chảy xuống này, chảy qua vòi này. Chứ không phải là mình bắc vòi bơm đâu. Vòi từ đây không dò gì đâu mọi người, chắc chắn đây này. Đây. Đây này nha mọi người nhé, nước từ trên này chảy xuống này. Xong bắt đầu là chảy qua đây, chảy qua vòi, chảy xuống dưới này. Rồi, chảy xuống dưới này, rồi chảy qua vòi vào trong bể nha mọi người nhé. Đó. Thì coi như là nước như thế là hoàn thành cái bể lọc cho các bạn ý. Chủ yếu là ở sông suối chúng ta lọc các chất hữu cơ thế này là ok rồi. Và cái tốc độ vào, tốc độ ra là như nhau là được mọi người, không bị thất thoát là ok. Đó. Còn để đảm bảo vệ sinh hơn thì nước vẫn phải nấu bởi vì là vi khuẩn mọi người ạ. Lọc có thể lọc được các cái ký sinh trùng, thế nhưng mà vi khuẩn thì còn rất là nhỏ, cho nên là muốn uống trực tiếp thì cũng không thể uống được như nước khoáng được. Mà là chúng ta vẫn phải nấu lên để tránh cái tình trạng vi khuẩn nó nhỏ thì không, chúng ta lọc qua hệ thống này không thể lọc hết được. Còn nếu như muốn tinh khiết hơn mà chỉ số cứng của nước dưới 100 thì vẫn phải sử dụng hệ thống lọc RO nha mọi người nhé. Nhân tiện đây thì mình cũng thông tin qua cho mọi người biết rằng là cái nước lọc đóng chai này, bên này mình uống là cái nước lọc đóng chai
chỉ số cái bút đo ấy là 40 ppm. Còn cái nước máy của sử dụng nhà mình ở trên bệnh viện uống là khoan sâu 140m và mình đo thì nó là 113 đến 120 ppm. Tức là nó tinh khiết hơn cái nước này một tí. Và cái nước máy mà sử dụng ở trong thành phố ở bên này này mọi người này là đo vào khoảng tầm 220-230. Đây là nước máy sử dụng trong thành phố, trong các cái ống nước chảy trong thành phố nha mọi người nhá. Còn theo như mình đọc ở trên mạng ấy thì thấy thông tin đâu là nước máy ở Việt Nam mình là cũng vào thông số vào rơi vào khoảng tầm 200 mấy ấy mọi người ạ. Tức là độ cứng ở trong cái nước máy, hệ thống nước máy, nước sạch, nước sinh hoạt của mọi người ở Việt Nam ấy, thì nó cũng rơi vào tầm hơn 200 rồi. Nó cũng không được độ tinh khiết giống như cái nước này này. Đây là về xét về cái độ cứng. Còn cái độ sạch thì về các chất hữu cơ ấy, thì theo mình nghĩ là lọc từng cái lớp như thế này này, coi như nó thẩm thấu từ trên, thẩm thấu qua các lớp như thế này, thì mình nghĩ là cái độ sạch này về các chất hữu cơ là cũng khá là ok rồi. Kèm theo các bạn đi nấu ăn, các bạn đi nấu lên thì chắc chắn là các chất hữu cơ này, rồi là các cái vi sinh vật này, các thứ là coi như là cũng diệt như là tương đối rồi. Mình sẽ quan sát, theo dõi xem là những cái lần mà các bạn nấu nước, sử dụng cái nước này các bạn nấu nước thì nó còn váng cặn cái thứ gì nữa không, để mình sẽ điều chỉnh tiếp. Nhưng mà mình nghĩ khả năng cao là sẽ không còn có cái váng cặn gì nữa đâu mọi người ạ. Các video lần sau mà các bạn nấu nước, cái thứ mình sẽ quay cho mọi người xem là các bạn sử dụng cái nước này, các bạn nấu nó kết quả như thế nào nha mọi người nhé. Đấy, tình hình là như vậy đấy. Để coi như hôm nay là mình đánh giá vẫn là được, vẫn phải là nước sử dụng được là ok rồi. Ui giời ơi, ui giời. Cá bô không một quyển hết đâu ra. Ngan gà như là Maxi mới thả đi tắm suối về đây này. Đây. Đây nhà bạn đây là 6 con này. 2, 4, 6 con à? Đâu hết nữa rồi? Chắc là đi lối khác à? Thế là bây giờ còn 6 con à? 6 con ngan rồi. Mari ơi, tu đù patu aki. Rồi, tình hình là trên này là Maria hôm nay không biết là nghỉ sớm thì trên này dọn dẹp các thứ thôi, sân sướng. Ôi, con chuột này, hai con chuột mọi người. Đây, ở dưới này sướng nhỉ? Suốt ngày có thịt chuột để chơi. Cái cô con bra. Ô, ba. Con bra nè. Ngon nhỉ? Hai cái răng chuột to nhỉ mọi người nhỉ? Con bro quan tu Maria. Cada đôi mi này, 2.000 một con chuột này mọi người. Các bạn đi để ở trên bếp này này, thế xong bắt đầu là ở dưới kia là than hồng nóng vừa vừa thôi, xong bắt đầu nó khô mọi người, kiểu là thịt chuột gác bếp mọi người nhá. Đây là thịt chuột gác bếp. Phát tia cay đi được kìa. Anh đừng quay đầu của nó. Không việc gì, không việc gì, thịt rồi không việc gì hết. Đây, đây là thịt chuột gác bếp mọi người ạ. Siêu ngon, siêu chuẩn luôn. Cái này nhấm rượu. Cái này nêu sơn nhấm rượu. Ô, Quỳnh ơi. Cảm ơn cháu nha. Cháu là tình Quỳnh Kipa Pa. Mang. Cháu là Quỳnh Kipa Pa. Xin. Cháu là Quỳnh Phi à. Nào. Quỳnh Kipa Pa. Quỳnh xinh gái. Quỳnh xinh gái. Quỳnh xinh gái đâu mà xinh gái. Kipa Pa tiết ra màu. Tiết ra đeo đủ. Chế rồi, bây giờ bắt trước chị Patty à. Ok, bye bye cả nhà. Video này sẽ kết thúc đây.